Xin kính chào quý vị khán giả. Ngay sau đây sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất về cơn bão số 3. Thưa quý vị, 13 giờ hôm nay thì bão số 3 đã áp sát đảo Hải Nam Trung Quốc với cường độ vẫn giữ là cấp siêu bão là cấp 16, tương đương với 184 đến 201 km/h và giật trên cấp 17. Ngay sau đây là những dự báo chi tiết về diễn biến tiếp theo của bão số 3 từ biên tập viên Minh Duy. Xin mời anh. Vâng, thưa quý vị, khoảng đêm nay, bão số 3 sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ, cường độ khoảng cấp 13 đến cấp 14, tương đương sức gió từ 134 đến 166 km/h. Dự kiến 10 giờ sáng mai, tâm bão nằm ngay trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Nam Định với cường độ cấp 12 đến 13, tương đương sức gió từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Đến trưa chiều mai thì bão sẽ đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Ngay từ chiều nay thì bão sẽ gây gió mạnh cấp 6 đến cấp 7 cho vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ. Từ tối và đêm nay, toàn Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Bà và Cát Hải, gió mạnh dần lên cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Từ chiều nay, Vịnh Bắc Bộ có sóng cao từ 2 đến 4 mét, sau đó tăng lên từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua, sóng cao từ 6 đến 8 mét. Từ đêm nay và gần sáng mai, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ có sóng cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua, sóng cao từ 3 đến 5 mét. Các khu vực trũng thấp ở ven biển và cửa sông đề phòng với nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn. Trên đất liền, cảnh báo vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, sáng mai tăng lên cấp 8 đến cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội, sẽ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Lưu ý thời gian gió bão nguy hiểm nhất là từ sáng cho đến tối mai. Từ đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa bão. Tổng lượng mưa trong 2 ngày lên tới từ 100 đến 350mm, có nơi mưa to với lượng trên 500mm. Cảnh báo bão số 3 có sức tàn phá lớn, người dân tuyệt đối không chủ quan. Xin hãy ghi nhớ, bảo vệ an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến của bão số 3 trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn anh Minh Duy. Thưa quý vị, thì tại Hải Phòng, đồn biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp với Ban Quản lý Cảng và khu neo đậu tàu liên lạc thông báo cho các chủ tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển trong âu cảng Bạch Long Vĩ khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Phối hợp với trạm radar 490 theo dõi, kiểm đếm và quản lý chặt số tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực biển Bạch Long Vĩ và trong âu cảng, giữ vững thông tin liên lạc với các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đến 8 giờ sáng nay, đã có 113 phương tiện và 216 lao động vào tránh trú bão tại âu cảng Bạch Long Vĩ và bến thuộc thành phố Hải Phòng. Hiện không còn phương tiện hoạt động trên biển. Dự báo là ảnh hưởng của bão số 3 sẽ khiến khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa xuất hiện biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét, kèm theo đó là gió giật mạnh. Để bảo đảm an toàn cho người và tài sản, các tỉnh thành ven biển đang gấp rút chuẩn bị phương pháp ứng phó. Đến thời điểm này, tỉnh Nam Định đã hoàn thành kêu gọi khoảng 1.700 tàu thuyền với hơn 5.000 ngư dân vào tránh trú an toàn. Địa phương đã triển khai các tổ công tác tiến hành kiểm đếm phương tiện, hướng dẫn sắp xếp cho ngư dân, neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa. Đồng thời cũng từ sáng nay tạm dừng các hoạt động khai thác vui chơi trên biển. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cho biết là đã khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt để có phương án tiêu úng, sẵn sàng phương án cứu nạn cứu hộ di dời nhân dân khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở nhất là ở cửa sông, ven biển. Sáng nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết là để chủ động ứng phó với bão số 3, từ sáng nay toàn bộ học sinh các cấp học, bậc học tại tỉnh Nam Định được nghỉ học cho đến khi bão tan. Hiện nay thì tại một số địa phương ở Bắc Trung Bộ đã xuất hiện mưa lớn, sạt lở đất. Để ứng phó với bão số 3, thì các địa phương đã chủ động tổ chức thu hoạch lúa và neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn. Tại Hà Tĩnh, từ ngày 3 tháng 9 đến nay, người dân đã tất bật ra đồng để thu hoạch lúa. Theo bà con, thì dù hiện tại lúa còn xanh, nhưng lo sợ trước ảnh hưởng của cơn bão số 3 sẽ gây mưa nên thu hoạch lúa sớm hơn dự kiến. Còn tại Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công điện hỏa tốc cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi trong bão số 3 bắt đầu từ 5 giờ sáng nay.
lực lượng biên phòng và các đơn vị địa phương tập trung rà soát, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi bằng mọi biện pháp, thông báo cho chủ các phương tiện còn hoạt động trên biển. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Vào lúc 15 giờ chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức cập nhật mới nhất về cơn bão số 3. Xin chào quý vị và bà con. Đây là chương trình Thiên tai cách phòng tránh. Bão đã xuất hiện ở Biển Đông. Lúc này rất nhiều tàu thuyền và bà con ngư dân đang tìm cách thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão. Vậy làm thế nào để xác định được vị trí của bão ở đâu và tàu mình ở đâu? Cách thoát khỏi vùng nguy hiểm tốt nhất sẽ là gì? Ở thiết bị thu liên tục, đánh dấu tọa độ tâm bão, hướng và tốc độ di chuyển từng giờ trên bản đồ theo dõi bão. Xác định được tọa độ của tàu mình bằng định vị GPS trên tàu, đánh dấu trên bản đồ theo dõi bão. Xác định khoảng cách từ tàu đến tâm bão trên bản đồ theo dõi bão. Giữ liên lạc với các tàu trong đội để chia sẻ. Còn tàu cá của bà con chỉ nặng vài chục tấn, gặp gió cấp 6 là đã chao đảo, có nguy cơ chìm rất cao. Bởi vậy, phải kiên quyết không để tình huống tàu đi vào tâm bão. Nếu không thể về bờ, ngay khi có tin bão, bà con hãy di chuyển tàu về nơi tránh trú an toàn. GPS cho biết tàu đang nằm bên phải của bão là phần có gió mạnh nhất. Cách tốt nhất lúc này là phải tăng tốc chạy ngược gió. Hướng chạy đúng là phải thấy gió thổi vào mũi tàu lệch mạn phải một góc nhọn khoảng 30 đến 45 độ. Giữ nguyên hướng này cho tới khi thấy gió chuyển hướng vuông góc mạn phải, tốc độ gió giảm, độ bao phủ của mây, cường độ mưa đã giảm là dấu hiệu cho thấy tàu đã ở ngoài tâm bão. GPS báo rằng tàu nằm bên trái của bão, tất cả phải ngược lại. Tàu cần chạy xuôi gió, hướng về phía mà gió thổi vào đuôi tàu lệch mạn phải một góc khoảng 30 đến 45 độ. Dựa vào la bàn, tiếp tục lái tàu theo hướng đó cho đến khi gió giảm và chuyển sang hướng nam là tàu đã ra khỏi vùng nguy hiểm. Tình huống khẩn cấp, tàu nằm đúng trên đường di chuyển của bão. Xác định đã nằm trong vùng nguy hiểm, chủ tàu nhanh chóng điều khiển tàu chạy sang phía bên trái đường đi của bão, điều khiển tàu chạy xuôi gió, hướng về phía mà gió thổi vào đuôi tàu lệch mạn phải một góc khoảng 30 đến 45 độ. Dựa vào la bàn, tiếp tục lái tàu theo hướng đó cho đến khi gió giảm và chuyển sang hướng nam là tàu đã ra khỏi vùng nguy hiểm.